Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, tin mừng, nói tiếp tin mừng. Khi mà Ni bước ra được theo sân bay, biết bao nhiêu cặp mắt dõi theo và những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của vài người. Người mà người ta để hết tất cả cái tình cảm của con người, một cái tình cảm mà phải nói rằng là nó xung động bởi thực sự từ trái tim nhân ái của những con người mà đến với nhau vì yêu thương. Ni bước ra ôm chầm tất cả từng người một, lời như là nghẹn ngẹn, và các em như là Linh Tý, Bích Trâm, Hồng Loan, Bùm Bùm và Võ Việt Vân hay là những anh em YouTuber đó, họ cũng rất là mừng, nhưng Ni chỉ có một mà thôi. Không thể nào phân thanh ra thành 10, 20 để cho từng người ôm những cái vòng tay mà phải nói thật sự rằng là họ rất là nhớ nhung. Tội cho cô bé Hồng Loan mớm từ Hậu Giang về, khi mà đi với luật sư Ngọc về Vị Thanh. Vì Vị Thanh đã làm cái gì? Là lo giấy tờ để bảo lãnh cho thám tử Cao. Vâng, cái tên này nó dữ dằn lắm, rất là ghê gớm các bạn, lộng hành lắm, không xem ai ra gì và coi thường pháp luật Việt Nam lắm. Cho nên luật sư Ngọc cùng với lại Hồng Loan về tới Vị Thanh, Hậu Giang để bỏ lãnh hắn đi qua Mỹ. Vâng, trở lại câu chuyện của Ni, phải nói rằng thôi các em thỏa niềm mong chờ nhớ nhung rồi, bây giờ ai nấy cũng đều vui bình an. Chỉ có những người mà rắp tâm hãm hại Ni thì những con người đó bây giờ họ mới quan mang, mới hoảng sợ. Những lời họ nói cách đây một tuần, có nhiều người thì tôi còn nhớ rằng họ nói rằng Ni sẽ ở tù từ 7 năm tới 10 năm, có người thì nói từ 4 năm, 5 năm cho tới 7 năm, lấy cái luật của quốc tế ra nói cho chúng ta nghe. Họ bưng bô, họ ca tụng, họ cười giỡn, họ làm những cái trò mà chúng ta gọi là sức trẻ trâu khi thấy một người Việt Nam bị nạn ở Mã Lai cùng chung máu đỏ da vàng. Họ cũng là người Việt Nam, nhưng họ rắp tâm hại người Việt Nam vì người ấy giống như là một nữ chiến binh đi tìm công lý cho những người bị hại. Một nữ chiến binh bất bình với cái những việc mà con người với nhau chẳng những chà đạp mà họ còn rắp tâm hãm hại, chiếm đoạt tài sản của người ta đem ra nước ngoài. Ni giống như là một lục dân tiên đời thường, thấy chuyện bất bình, xúc đau, tương trợ. Thế mà bị họ dẫm đạp, bị họ chà đạp cái nhân phẩm. Chẳng những vậy, họ rắp tâm hãm hại. Trời cao có mắt, các bạn thấy không? Trời cao có mắt, rốt cuộc thì sao? Ni vẫn bình an vô sự và trở về lần này còn lợi hại hơn xưa. Tại vì sao? Trong một cách im lặng. Cái im lặng này thì làm cho họ lại càng sợ hơn, không các bạn? Họ không biết Ni sẽ làm gì đối với họ, cho nên họ sẽ đang suy nghĩ. Và cái điều mà tôi biết, tôi đoán trước nhất là họ sẽ mất ăn, mất ngủ. Họ sẽ uống thuốc ngủ để điều trị cái sự mất ngủ của họ bây giờ. Những người mà gieo gió thì sẽ gặp bão. Những người mà đã làm hại người này, hại người kia thì các bạn đã thấy rồi đó. Thấy rõ ràng không? Cô bông hậu le le nè, anh Haider. Bây giờ anh Haider thì khỏi cần đi hát nữa. Có bông hậu le le nuôi cả suốt đời luôn, phải không các bạn ha? Nhưng mà phải cúi lòn nha. Ngày xưa bông hậu le le thì rửa chân cho người ta, nhưng mà Haider bây giờ là phải rửa chân lại cho bông hậu le le nha. Khi mà ở trên xe thì chúng ta cũng nghe Ni nói rồi, sau một thời gian thì Ni sẽ livestream lại và
kể cho chúng ta những chuyện buồn vui, nhưng sẽ không nói rõ về cái dự định cũng như là những cái chiến lược nữa đâu. Chúng ta cũng phải khép kín là một phần nào, phải quý vị ha, chứ đừng cho để cho bên kia họ biết quá nhiều cái thông tin đi, cũng không hay. Tôi thì chỉ thấy thương cho anh em YouTuber tới đó rất là khuya, rồi tới nhà Hồng Loan cũng rất là khuya luôn, chờ đón Hồng Loan nè, rồi Bùm Bùm nè. Có thể là Ni ở đó nhưng mà Ni đã về nhà rồi, thấy Hồng Loan bước xuống rồi có những anh em phỏng vấn vài ba câu. Bây giờ chúng ta nghe lại Hồng Loan nói gì nghe bạn nha. Cái này là mới bước xuống xe ra quý vị nha. Đợi tới 2 giờ khuya luôn đó hả? Đợi cũng không uổng công mà. Phải không các bạn ha? Lấy những cái tin tức sớm nhất để chia sẻ lại cho tất cả khán giả ở khắp mọi nơi. Và đây là lời của Hồng Loan. Trời sao mà không ai lo được. Chị đưa nghe chị về chị lo cho em. Tự nhiên giờ chị bị vậy. Mày bỏ đi qua em giúp chị được gì hết á. Nên vô dụng lắm. Bây giờ em gặp chị vậy em mừng lắm. Chị biết mừng. Chị biết mừng mà thôi, chứ biết chứ sao giờ. Thật ra Hồng Loan cũng có nói với má Tư rồi là Hồng Loan muốn bay qua bên bệnh liền. Nhưng mà nhiều người khuyên, thứ nhất Hồng Loan cũng không biết tiếng Anh, không biết tiếng U. Đặt vé thì dĩ nhiên có thể biết. Nhưng mà qua bệnh rồi tìm ai để chỉ dẫn đây. Rồi phải đi đến cơ quan chính quyền. Nó không phải là một chuyện dễ đâu các bạn. Nếu mà các bạn không biết được tiếng Anh, tiếng U, các bạn không biết được tiếng Mã Lai, các bạn không biết quen biết được chính quyền, các bạn khó mà để gặp được Ni ở chỗ đó lắm. Nhiều khi mà qua bển rồi phải một cái dài ngày, một hai ngày sau tìm đường đi nước bước rồi tới chỗ đó Kuala Lumpur, rồi bắt đầu cái dài ba ngày nữa mới cho gặp, thì nhiều khi Ni về nhà rồi, phải không? Cho nên nhiều người khuyên là nên ở nhà đi để đợi chờ tin tức của Ni, thì là thật đúng là như vậy. Hiện giờ thì Ni nên im lặng. Mình cũng nghĩ là như vậy. Đừng có... Mà các anh em YouTuber thí dụ có gặp Ni nữa cũng đừng có hỏi nhiều quá. Chỉ hỏi thăm sức khỏe. Chứ đừng hỏi sâu về cái vấn đề bên trong, về vấn đề chuyện pháp lý. Chúng ta cũng không nên để cho bên kia biết cái gì. Dù khi anh em hỏi mà vô tình Ni trả lời thì cái thông tin đã không còn là bí mật nữa. Có một bạn ở nước ngoài thì nói như thế này: cháu mốm mạnh mẽ rồi, mừng quá. Cháu thật thà khiêm tốn, nói chuyện khéo léo quá. Ni là quan võ, luật sư Tiết Ngọc là quan văn. Cùng sát cánh bảo vệ cô công chúa Quan Hoàng cải lương, xin nhận nơi tôi lời cảm ơn tri ân đối với hai người đó. Bạn Nguyễn Kim Anh: thương Ni và Loan quá, kể cả anh em YouTuber, mong anh em YouTuber đi cùng Loan và Ni đến cuối chặng đường này. Nga Quanh: dù chưa có duyên gặp được Hồng Loan và ngay cả Hồng Ni mà sao thương hai người này quá vậy trời. Bạn tên là Phim 1686: tội nghiệp hai em Loan và Ni, duyên trời thương cho Ni đến giúp Loan, ông trời đã định sẵn cho hai em rồi, mừng cho Loan. Thương luật sư Ngọc quý quá. Hà Lê: thấy thương mấy chị em quá, chúc mừng đại gia đình yêu thương, xem mà chảy nước mắt. Dẫu ai là người cứng rắn cái nữa, nhưng mà những cái lúc mà chúng ta xem mà cái tình cảm của họ thật sự trao cho nhau đó các bạn, cái tình cảm không thể nào mà giả tạo được. Nếu giả tạo
ánh mắt các bạn láo li láo liết và nó không có thể hiện được trên đôi môi và ánh mắt. Các bạn biết không, khi mà Hồng Loan nước mắt sưng tròng, môi sung sung và nghẹn lời đó, đó là những cái thứ không thể nào mà diễn được hết. Người diễn họ sẽ bị một chút xíu nào đó, người ta nhìn vào người ta nó thấy giải trình. Còn mà thật lòng á, là ánh mắt tự nhiên nó bị đỏ ngầu lên, rồi cái giọng mình nó nghẹn nghẹn là khi mà nhắc tới cái người mà mình thương yêu, cái người mà mình đang lo lắng. Bạn Diệu Nguyễn, thấy mớm khóc mà tôi cũng khóc, thương cho hai chị em quá, nhất là Ni, giúp người không kể gì hết, thi ân bất cầu báo. Cảm ơn Kim Hạnh Lương ha, cảm ơn Cò Bay ha. Cảm ơn Cò Bay thả tim cho mình rất là nhiều. Có một bạn chỉ viết 8 chữ thôi nhưng mà rất là vui. Bạn ở nước ngoài, mình không có thể đặt lấy cái tên được. Đây là vui rồi nha, đi về Việt Nam rồi. Bạn Hiếu Võ nói, tí nói thôi, bà nói nhiều quá để Ni nói, cười hi hi hi. Có nghĩa là bà Trâm, bà Bích Trâm, bà bần quá, bà nhiều chuyện. Bà nói liên thiên, dù không ăn nghe gì hết. Nhưng mà kẹp lại thì họ nói như thế này, Trâm dễ thương quá, tôi xem clip này vừa cười cho lại vừa khóc. Cười vì bà Trâm, vì mừng cho bà Ni và Hồng Loan đoàn tụ. Thank you. Một bạn user ở nước ngoài có viết như thế này: trước kia chị Hồng Loan và luật sư nộp đơn tố cáo thám tử Cao ở nơi anh ta ở mà chẳng đi tới đâu. Rồi mới đây anh ta trở lại xuyên tạc chị Hồng Loan và Ni, anh ta đâu có sợ. Bây giờ bị nộp đơn tố cáo anh ta lại, rồi cũng đâu vào đó. Nhưng lần này khác, lần này có những cái lá đơn nó khác hơn 10 lần trước. Tại vì lúc trước á, thì mình là cảnh cáo rồi. Có thể cơ quan chức năng tại chỗ đó người ta cũng kêu làm việc rồi. Nhưng bây giờ có những cái USB và thu thập được những cái bằng chứng. Bây giờ những cái video mình không phải là mình nói rằng là tôi nói Hồng Loan hay là nói, tôi đâu có nói Ni đâu, tôi nói Ni Marco, hoặc là tôi đâu có nói luật sư Ngọc đâu, tôi nói là luật sư Facebook, không có đâu. Họ lấy cái clip đó là đủ bằng chứng rồi, không cần lập vi bằng. Những cái đó người ta sâu chuỗi lại là người ta biết người đó đang nói tới người nào rồi, không có thể chối được. Và cũng có thể tại vì hôm qua hả, là luật sư Ngọc cùng với lại Loan đi xuống Vị Thanh để bảo lãnh thám tử Cao qua Mỹ chơi á, thì không chừng nếu mà sớm lắm thì khoảng một tuần thôi, mà nếu mà cơ quan chức năng làm việc đó nghe thì có thể là khóa mở mấy tên này, hoặc là có một cái sự phạt nó nghiêm chỉnh hơn. Tôi hy vọng là vậy. Bạn Thùy Phan hay là Thủy Phan ha, Ni đã về Việt Nam, lũ kình kền đang hoảng loạn, không thấy lên livestream. Ni làm công việc và nghe chúng nó tào lao để xử theo pháp luật. Cái câu sau thì mình không biết ha. Bạn Phước Sinh hả? Thật sự rất bức xúc với thằng vô loại TTC, toàn vu khống nhà nước thì im lặng để nó lộng hành. Ý bạn này nói là cái tên này thì lộng hành á, đi vu khống người này, vu khống người kia, rồi đưa những thông tin sai sự thật, như là đưa cái ông nào tên là Ngô Văn Dũng em gì đó là ba của Hồng Loan ở Đồng Nai, rồi là ảnh hưởng tới vấn đề danh dự uy tín, ảnh hưởng tới cố nghệ sĩ nữa nha.
rồi ảnh hưởng tới kinh doanh của Hồng Loan khi mà hắn xuyên tạc về những cái sản phẩm của Hồng Loan đó. Nhưng mà hắn không dám nói tới cái cô bông hậu Le Le về cái chế giễu bài quốc ca. Đó, những người như thế đó thì hắn im lặng, không dám nói. Như vậy hắn có bắt tay không các bạn? Hắn có viết một cái nhắn tin cho hoa hậu mà chị chỉ cần chi đủ tiền, còn em sẽ đưa thông tin hết. Bạn up phone hả? Từ con người họ biến thành những con vật, rồi không biết cái gì là xấu xa ê chề nữa rồi. Bạn Vũ Thuyết, tôi xem từ đầu tôi thấy thương cuộc đời Hồng Loan quá. Thương cho các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cha chết để lại cho con cái nhà, nhà để thờ cúng tổ tiên, chứ nhà có bốc ra ăn được đâu. Nếu như không có Hồng Loan gìn giữ, chắc lúc này cái móng nhà cũng không còn. Chị nói rất là đúng, không chừng cái móng nhà cũng còn đâu. Họ bán liền, họ bán sạch sành sanh và tẩu tán hết tài sản liền. Trương Mỹ Trang, anh Cali nói rất đúng. Nói tới 1.000 lượng vàng và 5 căn nhà thì mẹ con xá bào mới là vô ơn và trơ trẽn. Nhìn lại bản thân mình coi, bây giờ còn lại những gì, trời cao có mắt đó. Bạn Phùng Mai, heo tai xanh, nó làm bầu xô bầu bí gì? Là tiền đám tang của chú Linh mà Phượng Ve lấy thôi. Cô này chỉ là bưng bô thôi chứ không phải là bầu xô. Vì thôi, làm bầu xô làm như dễ lắm nha. Tự nhiên một người, không phải là mình khi dễ, một người ở nhà trọ kiếm cơm hàng tháng lại bị bà sáu bào cho đâm đơn kiện, rồi là ý ôi năn nỉ ni, rồi bây giờ quay xe tự nhiên là bầu xô của Hồng Phượng. Qua một quá trình đó thì chúng ta còn biết ai bỏ tiền ra để mua cô này đứng ra để làm bầu xô, chứ khi không tự mình làm bầu xô, tự mình mướn rạp và tự mình hát nữa thì nó hơi ê chề lắm không các bạn ha. Có một bạn ở nước ngoài thì nói Vũ Lưng, Lưng nha, Vũ cái Lưng á, à, Vũ Lưng là người vô liêm sỉ nhất trong cái drama này. Và tiếp theo bạn ấy là đời là vạn ngày sầu, không còn lời lẽ nào đối với nghệ sĩ u tối này nữa. Sức khỏe và công việc thuận lợi nha chú, à, cảm ơn con nha. Chị hay là cô Hà Báo Trần, con ơi, trời sẽ thương những người hiền, con yên tâm nha, mọi việc rồi sẽ qua. Đó là lời nhắn gửi đến Hồng Loan. Cảm ơn tất cả quý vị. Cái thông tin mà Ni về thì rất nhiều người bây giờ biết rồi, tại qua tối quá, có nhiều khán giả chưa có xem mà bây giờ bắt đầu là gần sáng sớm rồi. Thì bắt đầu là nhiều người, nhiều khán giả bắt đầu đi tìm những cái anh em YouTuber, những cái kênh nào mà họ hay quen thuộc và bắt đầu họ xem về tin tức của Ni. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ. Xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống nha. Xin chào.